trường tiểu học quốc tế nào tốt nhất cho con mà lại phù hợp với điều kiện của bố mẹ là băn khoăn mà rất nhiều phụ huynh đặt ra mỗi khi hè về, nhất là với những phụ huynh sống ở thủ đô có con vào lớp 1. Bởi tầm quan trọng của giai đoạn tiểu học là trẻ đang hình thành tính cách của mình cũng như trang bị những kiến thức nền tảng. Vì vậy, việc chọn trường quốc tế nào cho con học là việc không hề đơn giản. Sau đây Vạn Ý Tưởng sẽ gợi ý cho phụ huynh top 10 trường tiểu học quốc tế tốt nhất tại Hà Nội cũng như mức học phí cho các phụ huynh tham khảo. Trường tiểu học quốc tế Nhật Bản. Trường tiểu học quốc tế Nhật Bản với hệ thống giáo dục liên cấp từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông theo mô hình của Nhật Bản, một mô hình giáo dục tiên tiến ở thủ đô Hà Nội, thực hiện giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh. Hiện nay, trường đang giảng dạy theo hai chương trình là quốc tế, giáo trình 100% bằng tiếng Anh, và song ngữ, giáo trình cả tiếng Việt và tiếng Anh, với cơ sở vật chất hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em, giúp các em phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ thực. Các giáo viên trường quốc tế Nhật Bản nguyện nhận mức lương tối thiểu để có thể đáp ứng mong muốn vào học cho học sinh. Bởi vậy, chi phí học tập ở đây cũng không quá cao. Học phí, chương trình quốc tế khoảng 277 triệu đồng trên năm học, chương trình song ngữ khoảng 150 triệu đồng trên năm học. 2. Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Việt Úc. Đây là trường phổ thông bán quốc tế gồm 3 cấp. Điều này tiện lợi cho các em học sinh và phụ huynh hơn khi chuyển cấp. Nếu bạn muốn con em mình có một môi trường học tập vui vẻ không bị áp lực vì học văn hóa quá nhiều khi còn nhỏ thì hãy cho con học trường tiểu học Việt Úc. Mục tiêu của trường đề ra là học sinh đạt đủ điểm IELTS để du học hoặc được nhận vào học các trường đại học quốc tế tại Việt Nam và có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh trong học tập và sinh hoạt tại một môi trường học tương tự như ở nước ngoài. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui bởi vì trường chỉ tập trung dạy các con tiếng Anh, toán và khoa học, còn lại thời gian trên trường cho các con tham gia hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể để nâng cao kỹ năng mềm, phát triển toàn diện bản thân. Học phí bậc tiểu học vào khoảng 62 triệu đồng trên năm học. 3. Trường tiểu học quốc tế Gateway. Trường tiểu học Gateway là ngôi trường quốc tế chất lượng hàng đầu trên địa bàn Hà Nội trong hệ thống các trường của Gateway Education Global với trụ sở chính đặt tại Canada. Tuy mới khai giảng năm học vào tháng 8 năm 2015 nhưng trường tiểu học này đã tạo được uy tín với nhiều phụ huynh. Trường được xây dựng trên mặt bằng 8.000m² với tổng diện tích 15.000m với trang thiết bị hiện đại. Phòng học có diện tích 60m² phù hợp với số lượng 24 học sinh một lớp. Mỗi phòng học đều được trang bị tủ sách tiếng Việt, tiếng Anh phân loại theo trình đọc của học sinh, có tủ đựng đồ cá nhân cho từng học sinh. Ngoài ra trường còn có các phòng chức năng, thư viện lớn, hội trường, bể bơi, sân vườn đều được thiết kế và sắp xếp theo chuẩn quốc tế, tạo ra sự thoải mái, thuận tiện trong suốt quá trình học tập của các em học sinh tại Gateway. Tại đây, trẻ không chỉ học để tiếp nhận kiến thức mà còn được trải nghiệm những kỹ năng cần thiết để thành công trong cuộc sống với môi trường giáo dục theo chương trình của Mỹ. Học phí khoảng 92 triệu đồng trên năm học. 4. Trường tiểu học Vinschool. Trường tiểu học Vinschool chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013, là trường quốc tế chất lượng cao nằm trong khu đô thị cao cấp nhất Hà Nội Time City. Nằm trong khu đô thị hiện đại Time City của tập đoàn Vingroup, trường tiểu học Vinschool tự hào có vượt trội, được thiết kế tối ưu và hiện đại. Cơ sở vật chất và dịch vụ học đường tại Vinschool được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo các điều kiện dạy và học, chăm sóc dinh dưỡng, y tế, khép kín, đồng bộ trên nền tảng chuỗi dịch vụ cao cấp cùng sự quản lý chặt chẽ của tập đoàn Vingroup. Vinschool có quy mô 20.000m², được thiết kế tối ưu và hiện đại, trong không gian rộng lớn xanh sạch đẹp nhanh chóng trở thành ngôi nhà thứ hai của hơn 6.700 học sinh và gần 1.000 cán bộ giáo viên. Học phí khoảng 4 triệu đồng trên tháng. 5. Trường quốc tế Singapore Hà Nội. Trường liên cấp quốc tế Singapore SES có diện tích 2,3 hectare trong một khu đô thị quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trường được xây dựng theo kiến trúc xanh, dành tỷ lệ cao diện tích cho các cơ sở ngoài trời như sân cỏ, các khu thể thao. Bên cạnh đó, trường quốc tế tại Hà Nội có các lớp học trang bị thiết bị hiện đại, giáo viên gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài. Phong cách dạy học của trường đề cao tính chủ động, tự tin của học sinh. Các em được khuyến khích tranh luận, phản biện để chủ động nắm bắt kiến thức. Học phí khoảng 5 triệu đồng trên tháng. 6. Trường song ngữ quốc tế Hanoi Academy. Đây là trường song ngữ đầu tiên tại Hà Nội đã đi vào hoạt động từ năm 2009. Nơi đây đã có nhiều thế hệ học sinh chất lượng và có tương lai tốt đẹp. Cùng với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Hà Nội Academy xây dựng giáo trình quốc tế dựa trên chương trình học có bản quyền của Anh Quốc để đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và tư duy toàn cầu cho học sinh của trường. So với trường quốc tế Concordia Hà Nội, học phí của trường có phần nhẹ nhàng hơn. Vậy nên, với những gia đình có điều kiện bình thường thì đây là nơi lý tưởng để phụ huynh gửi con theo học.
Hiện nay nhà trường có hơn 170 cán bộ, nhân viên, giáo viên Việt Nam và hơn 30 giáo viên quốc tế đang từng ngày nỗ lực và phấn đấu để duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục tại nhà trường để tạo nên một ngôi trường song ngữ tốt nhất Hà Nội trong tương lai. Học phí khoảng 100 triệu đồng trên năm học. Trường quốc tế Wellspring Hà Nội. Trường quốc tế Wellspring là trường liên cấp dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đây là ngôi trường đầu tiên tại Hà Nội có diện tích 4,3 ha nằm ở phía đông thành phố Hà Nội, chỉ cách trung tâm thành phố 3 km. Trường quốc tế này là một trong những trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại nhất Việt Nam. Trường được thiết kế tối ưu phù hợp với từng hoạt động dạy học theo hướng đối mặt. Trường cũng có những chương trình học chính cùng khóa học phụ năng động và đa dạng cho học. Học phí khoảng 53 triệu đồng học kỳ. 8. Quốc tế Global. Trường quốc tế Global là trường tiểu học quốc tế tại Hà Nội được thành lập vào năm 2009. Với thiết kế hiện đại do Thụy Điển và Singapore đảm nhận, tạo môi trường học thân thiện và hiệu quả. Bên cạnh đó, trường có đội ngũ giáo viên tận tâm cùng kiến thức uyên bác, trình độ cao sẽ giúp các em học sinh có được nhiều kiến thức nhất. Không gian trường học hiện đại và tiên tiến với trang thiết bị hạng nhất đảm bảo sẽ mang đến cho con em bạn một môi trường chuẩn quốc tế. Đến với trường quốc tế Global, học sinh sẽ được học kiến thức và các kỹ năng cần thiết, khả năng làm việc theo nhóm, thuyết trình, lãnh đạo, tính độc lập và sáng tạo trong tư duy. Bản lĩnh và tự tin trong giao tiếp tạo đà cho sự vươn xa hơn trong học tập và sự nghiệp của mình sau này. Học phí khoảng 7 triệu 500 nghìn đồng trên tháng. 9. Trường quốc tế Concordia Hà Nội. Trường Concordia thuộc một hệ thống trường của Lutheran Church Missouri Synod, LCMS, tại Hoa Kỳ. LCMS đã tích cực xây dựng các trường ở Hoa Kỳ kể từ năm 1860 và trên toàn châu Á trong 40 năm qua. Ngôi trường này có tổng diện tích 18.359 m² và dành cho cả học sinh từ mầm non đến trung học. Trường tiểu học quốc tế tại Hà Nội này có các giáo viên chất lượng dạy tốt cùng với chương trình đạt chuẩn quốc tế. Vì thế đây cũng là ngôi trường đáng gửi gắm con em của nhiều phụ huynh học sinh. 10. Trường quốc tế Anh Việt. Dù tên trường là trường quốc tế Anh Việt nhưng khi học tại trường, con em bạn sẽ được trải nghiệm thế giới và cộng tác với hơn 35.000 sinh viên khác cùng 43 trường trên toàn thế giới. Chương trình đào tạo của trường tiểu học quốc tế tại Hà Nội này là học thức và mở rộng tầm nhìn, truyền cảm hứng cho tham vọng. Cùng với đó là chương trình giảng dạy đầy thách thức và mở rộng sẽ giúp học sinh hoàn thiện hơn. Ngôn ngữ giảng dạy của trường cũng khá phổ biến là tiếng Anh và tiếng Việt nên con bạn có thể dễ dàng tiếp xúc với môn học. Trình độ giáo viên cũng được chọn lọc từ các trường nước ngoài nên chất lượng dạy học luôn đạt chuẩn quốc tế. Trên đây là top 10 trường tiểu học quốc tế có chất lượng đào tạo tốt nhất tại Hà Nội. Khi cho con theo học tại những ngôi trường uy tín này sẽ là cơ hội để con phát huy các thế mạnh của mình, phát triển các kỹ năng học tập cần thiết cho các con trở nên sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề hàng ngày, nuôi dưỡng lòng tự trọng của trẻ, đồng thời hướng các em tới những giá trị đạo đức tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Hy vọng những gợi ý trên có thể hữu ích cho những các bậc phụ huynh trong việc chọn trường tiểu học quốc tế tại Hà Nội để gửi gắm con em mình.